Tối hôm qua ngày 25 tháng 9, vở nhạc kịch Kim Vân Kiều đã được giới thiệu tới khán giả Hà Nội. Lấy cảm hứng từ tuyệt tác văn học của Việt Nam là Truyện Kiều của Nguyễn Du, đạo diễn người Pháp Christophe Thierry đã rất thành công trong việc đưa tác phẩm này lên sân khấu. Thông qua hình thức nhạc kịch, khán giả thủ đô đã rất hào hứng và ấn tượng bởi một nàng Thúy Kiều nói tiếng Pháp và hát opera. Đây là một phần trong vở diễn Kim Vân Kiều, trích đoạn Kiều gặp Từ Hải. Đạo diễn người Pháp đã rất khéo léo lồng ghép vào đó những lời ca da diết của Dạ Cổ Hoài Lang để nói lên nỗi niềm của nàng Kiều, mong ngóng Từ Hải sớm công thành danh toại trở về. Để thể hiện bài hát này, tôi đã nghe rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam hát Dạ Cổ Hoài Lang, cũng như học hát bằng giọng miền Nam. Cho đến hôm nay, tôi vẫn không ngừng học hỏi để hoàn thiện phát âm và phần biểu diễn của mình. Khi được giới thiệu và đọc Truyện Kiều, tôi đã ngay lập tức biết rằng đây là một kiệt tác. Vì đây là tác phẩm đồ sộ, nên trong quá trình sân khấu hóa, chúng tôi đã lược bỏ một số đoạn, nhưng đồng thời cũng phải giữ vững được sự toàn vẹn của tác phẩm. Tôi mong muốn mang đến cho khán giả Việt Nam và Pháp một góc nhìn mới mẻ về tác phẩm mà họ đã rất quen thuộc. Phần âm nhạc là một thể nghiệm có một không hai khi các nghệ sĩ vừa hát opera, pop, vừa diễn kịch, lại vừa diễn tấu các nhạc cụ như là violon, piano, guitar. Đối lập nhưng hòa quyện với màu sắc âm nhạc Tây phương này là những sắc màu rất Việt Nam từ những nhạc cụ dân tộc như là trống, sáo, đàn bầu. Tất cả tạo nên một không gian nghệ thuật vừa quen thuộc vừa mới lạ, khiến cho khán giả rất hào hứng và tò mò về cuộc đời nàng Kiều, mặc dù đây là một tác phẩm mà hầu như người Việt Nam nào cũng biết đến. Thật sự là xem vở kịch như này là mình vô cùng xúc động. Vì mình không thể nghĩ rằng là nghệ sĩ nước ngoài người ta lại có thể hiểu cái văn hóa Việt Nam và dựng một cái tác phẩm kinh điển của Việt Nam hay như thế. Rất thú vị và ấn tượng, không chỉ bởi sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và đương đại, giữa các nền văn hóa, mà còn là tầm nhìn của đạo diễn và các nghệ sĩ trong việc lựa chọn và biên đạo các trích đoạn nổi bật nhất để đưa lên sân khấu hôm nay. Trong vở nhạc kịch, nhân vật Kiều do một số nghệ sĩ với các quốc tịch khác nhau thể hiện. Đây chính là đại diện của những phụ nữ trên thế giới vẫn phải chịu đau khổ thiệt thòi. Vượt qua không gian và thời gian, Truyện Kiều của Nguyễn Du đã trở thành một thi phẩm quốc tế bởi chính nội dung về số phận con người, đặc biệt là người phụ nữ, trong hành trình đi tìm kiếm hạnh phúc và sự giải phóng cho chính mình.